nay mình sẽ nói thêm một chủ đề nữa, đó là về việc lấy tỷ. Em sẽ chuyên ngành mình là bạn nghe về việc lấy tỷ sẽ được các bạn trẻ quan tâm, đó là những bạn trẻ bọc ung thư, những bạn có bệnh lý về răng, sâu răng, viêm nhiễm ảnh hưởng tới tỷ, hoặc là những người lớn tuổi bị lộ phần nhà, bị e bút, thì những khách hàng đó sẽ quan tâm tới việc lấy tỷ. Quy trình và sự khác biệt ở bệnh viện lúc khác thì hôm nay mình sẽ nói về việc lấy tỷ không đau. Việc lấy tỷ diễn ra rất là thường quy ở mỗi phòng nha và ở tất cả các bệnh viện. Việc lấy tỷ được tiến hành có sự khác biệt ở em khách, đó là có hệ thống máy lấy tỷ, có hệ thống trong mới và kèm theo đó là hệ thống khảo sát bệnh vị bằng máy CT combi. CT combin chỉ được sử dụng trong những trường hợp khảo sát xương và chất lượng xương trong các vấn đề. Khi đến đây các bạn sẽ được sử dụng máy CT cho việc chữa tỷ. Sự khác biệt giữa máy CT đó có thể là khảo sát chính xác các ống tỷ, đường đi và các ống tỷ phụ, có thể giúp kiểm soát chính xác nhất độ dài và hình dạng cũng như các ống tỷ phụ, giúp cho việc lấy tỷ trở nên chính xác, gọn gàng và có thể trở nên nhanh chóng hơn. Sự lấy tỷ có thể diễn ra trong vòng từ 1 đến 2 tiếng hoặc 3 tiếng, có thể lâu hơn, nhưng với sự hỗ trợ của hệ thống trong máy và CT combin thì việc lấy tỷ sẽ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian cho bệnh nhân và cả bác sĩ. We'll be right back.